Các bạn thân mến, chao là một loại gia vị khá phổ biến cho các món ăn chay. Sử dụng chao trong một vài món nếu không phù hợp sẽ làm cho món ăn không ngon. Tuy nhiên, chao đi cùng với đậu hủ lại là một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Hôm nay các bạn có thể thực hiện cùng với tôi món đậu hủ hấp chao. Và các bạn đi chợ như sau: 2 miếng đậu hủ chiên vàng, 1 miếng nấm cây cắt nhỏ, 1 ít gừng băm, chao trắng, chao đỏ. Gia vị sẽ gồm đường và dầu ăn. Chúng ta đã có 2 miếng đậu hũ như thế này. Và để chuẩn bị cho món đậu hũ hấp chao, các bạn sẽ cắt miếng đậu hũ, dùng dao và khứa miếng đậu hũ thành từng ô vuông, nhưng mà không đứt. Các bạn có thể dùng tay và tách nhẹ cho những miếng đậu hũ nó hơi hở ra. Bây giờ sẽ có 2 cách. Một, nếu chúng ta không dùng gì cả, tức là không thích ăn nấm, chúng ta sẽ chỉ dùng chao trộn với gừng, với đường và chúng ta phết vô đây. Tuy nhiên, để cho món ăn thêm hấp dẫn, tôi có chuẩn bị một ít nấm cây đó, nấm đùi gà và cắt nhuyễn. Chúng ta sẽ xào hỗn hợp chao và nấm, không khử Poirot. Chúng ta sẽ làm nóng dầu ở trong chảo. Bây giờ chúng ta sẽ cho nấm và xào. Gia vị nêm vào đây sẽ là chao trắng và chao đỏ. Các bạn để nhỏ lửa và tán cho phần chao này. Gia vị nêm vào đây duy nhất là đường, tại vì chao đã có vị mặn rồi. Các bạn sẽ trộn đều. Và bây giờ sẽ cho vào đây một ít gừng. Sau đó chúng ta tắt bếp. Bây giờ chúng ta sẽ cho phần nhân gồm có chao trắng, chao đỏ và nấm với một ít gừng cho lên cái đậu hũ. Và khi cho thì các bạn có thể lấy cái tay đẩy nhẹ cho những miếng đậu hũ này nó tách ra. Sừng nước đã rất là sôi, chúng ta sẽ lấy cho vào đây và hấp. Chúng ta sẽ hấp khoảng 5 phút. Sau 5 phút, đậu hũ đã nóng đều. Chúng ta sẽ lấy ra. Các bạn thân mến, đậu hũ hấp chao có thể dùng chung với cơm nóng. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.